An ninh long an. Chương mục An ninh Long An. Chương mục An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chương mục kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây. Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra phòng cháy chữa cháy năm 2016. Công an các đơn vị địa phương tăng cường triệt xóa các tụ điểm cờ bạc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm. Phần còn lại của chuyên mục mời quý vị theo dõi bài viết các thủ đoạn trộm trên địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị và các đồng chí, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ Công an kết hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Long An tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra phòng cháy chữa cháy năm 2016 cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra là chỉ huy đội và cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo đó cán bộ tham gia thi viết tự luận và trả lời trắc nghiệm trên giấy trong thời gian 180 phút nội dung kiểm tra công tác điều tra phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy nắm dần dụng các quy định của pháp luật các tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong công tác kiểm tra các quy trình nghiệp vụ cách thức phát hiện các hành vi vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống trong quá trình kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xây dựng chương trình kế hoạch, báo cáo tổng kết chuyên đề, kỹ năng tham mưu, đề xuất dân bản ký nghị và việc áp dụng các biểu mẫu trong công tác kiểm tra xử lý. Qua công tác kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, chủ động nghiên cứu học tập, trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và vận dụng đúng quy trình các văn bản quy phạm pháp luật quy định từ đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy, nhất là những hành vi có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao. Tại Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Long An, vừa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công chức trưởng phó trưởng công an xã năm 2016 do Công an tỉnh Long An phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Long An tổ chức. Đại tá Đặng Dân Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và phát biểu khai giảng lớp học. Tham gia khóa học có 166 học viên là trưởng, phó trưởng công an bán chuyên trách các xã trong tỉnh Long An. Qua đó giúp cho lực lượng công an xã bán chuyên trách nắm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời giúp cho lực lượng công an xã nâng cao nhận thức về chính trị, nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật để phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu tại địa phương cơ sở tại buổi lễ đại tá đặng văn tám phó giám đốc công an tỉnh yêu cầu học viên phải tích cực tự giác học tập và rèn luyện chấp hành nghiêm nội quy quy chế học tập của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đồng thời khắc phục khó khăn tiếp thu tốt nhất những kiến thức mà giáo viên truyền đạt để dần dụng trong công tác và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao Ủy ban nhân dân thị trấn Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị định số 38 của chính phủ về bảo vệ dân phố, tổng kết 10 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy. Qua 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị trấn Bến Lức đã quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ về bảo vệ dân số, Ban bảo vệ dân phố thị trấn Bến Lức vận động nhân dân tham gia tố giác với bắt tội phạm. Tổ chức tuần tra gần 8.500 lượt, giải tán trên 500 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, trật tự công cộng. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ dân phố còn trực tiếp tham gia bắt quả tang hai vụ cướp giật tài sản, 5 vụ trộm nóng Samoto, Phối hợp lực lượng dân phòng bắt 65 đối tượng cướp trộm nóng Saemoto từ các tỉnh miền Tây tẩu thoát về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp cảnh sát khu vực bắt hai đối tượng có lệnh truy nã. Trong 10 năm qua, nhiều tập thể cá nhân ban bảo vệ dân phố thị trấn Bến Lức được tặng nhiều giấy khen do có thành tích tiêu biểu trong tấn công trấn áp các loại tội phạm. <laughs> Công an phường 2 và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 2 thành phố Tân An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, đoàn thanh niên phối hợp với công an phường và các ngành đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phân đấu 100% thanh thiếu niên chi phạm được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao hiểu biết, hạn chế tái phạm tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu niên ký cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động 30 không với ma túy, không tham gia sử dụng, buôn bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, duy trì mô hình đường dây nóng tại địa phương để tiếp nhận thông tin về ma túy. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên phối hợp với công an phường quản lý giới thiệu học nghề, hướng dẫn tìm việc làm phù hợp cho đối tượng sau cai nghiện. Đồng thời vận động và tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tham gia các hoạt động đoàn, hội, gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm. Phấn đấu trong 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch, phường 2 giúp đỡ cảm quá được hai thanh niên cai nghiện ma túy thành công, giúp đỡ tiến bộ 5 thanh niên chậm tiến, thanh niên hư hỏng tiến bộ, trở thành công dân tốt. Tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Công an quyền Tân Trụ, tỉnh Long An quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng có hành vi tụ tập nhiều người gây mất trật tự công cộng. Mỗi đối tượng từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trước đó nhận được tin báo của người dân, có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô tụ tập đông người trên đường tỉnh lộ 832 thuộc ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ đua xe mô tô. Công an huyện Tân Trụ kết hợp công an xã Bình Trinh Đông và các xã lân cận tuần tra mật phục, mời các đối tượng trên về làm việc. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, tụ tập, xem và tham gia chạy thử xe mô tô trên đường tỉnh lộ 832. Mỗi lần chạy thử xe gồm hai đối tượng, mỗi đối tượng điều khiển một xe xuất phát ngang nhau, xem xe nào chạy nhanh hơn việc chạy xe mô tô trên không có trọng tài phân định thắng thua, không có các cực tiền hoặc tài sản khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xử phạt các đối tượng về hành vi điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với giấy đăng ký xe, tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Công an quyền Thành Quá đang thụ lý điều tra xử lý gần 20 đối tượng cờ bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại ấp một xã Tân Tây, huyện Thanh Quá. Trước đó, nhận được tin báo của nhân dân tại trước nhà Trần Thanh Hải, sinh năm 1974, ngụ địa chỉ trên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền. Ban chỉ huy công an quyền Thanh Quá quy động hàng chục trinh sát triệt xóa tụ điểm cờ bạc điều trên. Lực lượng trinh sát công an quyền Thanh Quá tiếp cận tụ điểm và ập vào bắt quả tang các đối tượng đang lắc bầu cua, thu giữ tăng vật gồm hai bộ bầu cua, 8 xe mô tô, 8 điện thoại di động, tổng số tiền tạm giữ 25 triệu 300 000 đồng và bắt giữ 16 đối tượng tham gia trong đó hai đối tượng tham gia làm cái là Lê Văn Diệu sinh năm 1987, ngụ ấp 3 xã Tân Tây, huyện Thành Quá và Dương Tấn Phi sinh năm 1982, ngụ ấp 2 xã Tân Tây, huyện Thành Quá. Tụ điểm lắc bầu cua này nằm cạnh nhà máy xe lúa nên các đối tượng là tài xế xe bốc giá lái lúa thường tụ tập sát phạt nhau đã từng bị lực lượng công an quyền thành quá trì xóa nhiều lần Phần còn lại chương mục mời quý vị theo dõi bài viết các thủ đoạn trộm trên địa bàn tỉnh Long An, trộm trong nhà nghỉ, nhà trọ. Theo thông báo của Công an Quyền Bến Lức, tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn Quyền Bến Lức liên tục xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú. Tại nhà nghỉ quê hương thuộc ấp 1 xã Thành Đức, quyền Bến Lức, có một thanh niên khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m7, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Novo biển số 59N 55552, đến thuê trọ qua đêm. Người thanh niên này có xuất trình giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Anh Thu, sinh năm 1978, ngụ đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Cầu Giáp, thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2016, người thanh niên trên xuống tính tiền phòng lấy lại chứng minh nhân dân và lấy xe. Đối tượng này nói với quản lý nhà nghỉ rằng còn một số vật dụng bên trong sẽ quay lại lấy. Sau đó, quản lý nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện mất một TV Toshiba màn hình phẳng 32 inch và hai TV TCL 32 inch ở phòng bên cạnh. Ngoài ra, các ổ phá phòng bị đối tượng xịt keo vào bên trong. Vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2016, người thanh niên có đặc điểm và phương tiện xe mô tô như trên đến thuê trọ qua đêm tại nhà nghỉ Xuân Mai thuộc ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức cũng xuất giấy trình chứng minh nhân dân và dùng thủ đoạn tương tự như trên để lấy trộm hai tivi màn hình phẳng 32 inch của nhà nghỉ. Qua điều tra xác minh, chứng minh nhân dân mà đối tượng sử dụng là của anh Phạm Anh Thu, sinh năm 1978, ngụ phường 4, quận Cầu Giáp, thành phố Hồ Chí Minh, bị mất vào ngày 19 tháng 2 năm 2016 khi đi công tác tại tỉnh Bình Dương và biển số xe 59N1 52 là biển số xe của anh Trần Văn Kiên, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bị mất vào tháng 11 năm 2014 tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Với thủ đoạn trộm trên, đề nghị người dân, nhất là các chủ nhà trọ, nhà nghỉ nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện đối tượng có hành vi như trên, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Chương mục An ninh Long An của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.